Cả các bạn, ngày hôm nay là một ngày đẹp trời. Mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất để mình tô. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy mình tô màu đẹp và hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Như vậy là video kết thúc rồi nha. Bây giờ mình chưa tiếp tục tô màu cho các bạn này.
Hello, xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay là một ngày đẹp trời. Mình sẽ tô màu. Mình sẽ chọn những sản phẩm đẹp nhất để mình tô. Nếu các bạn mà xem video của mình mà thấy mình tô màu đẹp và hay thì hãy cho mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ mình. Như vậy là video kết thúc rồi nha. Mình làm chi tiết được tô màu cho các bạn.